Top 10 quốc gia thiếu đàn ông nhất thế giới, gái xinh đầy dẫy mà vẫn ế chồng vó. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và một số nước châu Á khác, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh giữa nam và nữ đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ sinh khoảng 120 bé trai trên 100 bé gái, mức cao kỷ lục ở Trung Quốc năm 2004. Điều này đồng nghĩa với việc là khoảng 20% đàn ông Trung Quốc khó lấy vợ. Ở Việt Nam, tỷ lệ này đang là 105 bé trai trên 100 bé gái. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai có hàng triệu đàn ông Việt Nam ế vợ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong số đó là yếu tố văn hóa. Tư tưởng trọng nam khinh nữ ở một số quốc gia phương Đông đã ngấm sâu vào suy nghĩ của mỗi người dân. Ai cũng muốn sinh được một người con trai để nối dõi tông đường. Thế nên chúng ta có thể thấy được, có nhiều gia đình có 2 đến 3 cô con gái vẫn cố sinh thêm một cậu con trai. Thậm chí nhiều người còn can thiệp bằng y học để có được con trai. Điều này gây nên tình trạng mất cân bằng giới tính trầm trọng. Hàng triệu đàn ông Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng ế vợ trong tương lai. Ấy vậy mà không ít quốc gia trên thế giới lại ở tình trạng ngược lại. Họ thiếu đàn ông trầm trọng. Chỉ có 85 đàn ông trên 100 phụ nữ. Điều này dẫn đến có hàng triệu cô gái xinh đẹp đang tuổi xuân thì xinh tươi mơn mởn lại rơi vào cảnh trời trêu là ế chồng vó, không kiếm đâu ra một người đàn ông để lấy làm chồng, khiến nhiều quốc gia phải nhập khẩu đàn ông. Nếu bạn là đàn ông, chưa có vợ hay người yêu thì nhất định phải xem hết video này nhé. Biết đâu cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 10. Đó chính là Kazakhstan, tỷ lệ 92 nam trên 100 nữ. Kazakhstan nằm ở Trung Á, nơi hỗn cư giữa hai chủng tộc Europa và Mông Cổ nên cũng là vùng đất giàu người đẹp, đặc biệt là nơi được nhiều cư dân mạng khát khao lui tới. Trên đường phố Almaty, bạn có thể bắt gặp những phụ nữ Kazakhstan với mái tóc đen dài đến thắt lưng và khuôn mặt sâu, cũng như những cô gái da trắng nóng bỏng và phóng khoáng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Theo dữ liệu từ Tổ chức Dân số Liên Hợp Quốc, tỷ lệ giới tính tại Kazakhstan đang bị lệch về phía phụ nữ, với khoảng 92 đàn ông trong 100 phụ nữ. Có một số nguyên nhân góp phần vào tình trạng này. Một trong những nguyên nhân quan trọng là các cuộc chiến tranh và xung đột như chiến tranh Afghanistan đã gây tổn thương và mất mát về người đàn ông. Các yếu tố khác như tình trạng di cư, việc làm và y tế kém cũng có thể làm giảm số lượng đàn ông trong dân số. Sự khan hiếm đàn ông đã tạo ra khó khăn đối với phụ nữ Kazakhstan khi tìm kiếm một người đàn ông để kết hôn. Nhiều phụ nữ có thể cảm thấy vất vả trong việc tìm kiếm một đối tác phù hợp, và đây có thể là một trong những nguyên nhân đóng góp vào việc một số phụ nữ xinh đẹp ở Kazakhstan ế chồng. 9. Moldova, tỷ lệ 91 nam trên 100 nữ. Moldova là một quốc gia ở Đông Âu các bạn ạ. Trong lịch sử của Moldova, các nhóm dân tộc khác nhau thường ở xen kẽ với nhau. Hiện nay các nhóm dân tộc khác nhau như là Romania, Moldova, Nga, Bulgaria, Ukraine vẫn sinh sống ở đây. Những mỹ nhân xinh đẹp thường là sản phẩm của sự kết hợp đa sắc tộc, do đó các cô gái Moldova thường đoan trang và xinh đẹp. Nơi đây được mệnh danh là thủ đô của sắc đẹp. Vì vậy người đẹp Moldova thường vô địch trên sân khấu của cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn. Nhưng trời trêu thay, Moldova cũng đang đối mặt với vấn đề khan hiếm đàn ông trong dân số. Theo dữ liệu từ Tổ chức Dân số Liên Hợp Quốc, tỷ lệ giới tính tại Moldova là khoảng 91 đàn ông trong 100 phụ nữ. Điều này đồng nghĩa với việc có một số lượng phụ nữ lớn hơn so với số lượng đàn ông trong quốc gia này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong những nguyên nhân chính đó là di cư. Moldova là một quốc gia có mức độ di cư cao và một số lượng lớn nam giới Moldova đã di cư để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là trong các nước EU. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập thấp tại Moldova cũng góp phần làm cho nhiều đàn ông phải đi làm việc ở nước ngoài để kiếm sống. Điều này dẫn đến việc gia đình và cộng đồng ở Moldova gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đàn ông để kết hôn và xây dựng gia đình. 8. Monaco, tỷ lệ 91 nam trên 100 nữ. Monaco là một quốc gia nhỏ bé nằm ở miền nam châu Âu và là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới sau Vatican. Người Monaco rất giàu có, đây cũng là một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, nên kinh tế khá phát triển. Do được bao quanh bởi kinh đô thời trang Pháp, nên thời trang và hàng xa xỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người dân Monaco. Sự lãng mạn giàu có và thời trang đã trở thành những biểu tượng quốc gia ở đây, thu hút một lượng lớn phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Và vấn đề già hóa dân số đang diễn ra nghiêm trọng, do đó phụ nữ chiếm đa số trong tổng dân số.
Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch giới tính trong dân số, khi số lượng đàn ông có thể ít hơn so với số lượng phụ nữ. Một số nguyên nhân cho tình trạng này có thể bao gồm công việc và cơ hội kinh doanh thu hút nhiều đàn ông nước ngoài đến Monaco, trong khi số lượng phụ nữ nước ngoài ít hơn. 7. Hungary, tỷ lệ 91 nam trên 100 nữ. Hungary là một quốc gia ở khu vực Đông Âu. Ngoài nhiều mỹ nhân, Hungary có tuổi thọ trung bình cao. Do nữ nhiều hơn nam, chính phủ Hungary đã ban hành chính sách đa thê để thúc đẩy khả năng sinh sản. Chính sách cởi mở, văn hóa hòa nhập, môi trường sống lãng mạn như vậy khiến phụ nữ nơi đây táo bạo, tiên phong trong suy nghĩ, dám yêu dám hận, không ghen tị vì cùng chung chồng. 6. Là nước Nga, tỷ lệ 88 nam trên 100 nữ. Nước Nga nổi tiếng là nơi sản sinh của những mỹ nhân với mái tóc vàng óng, làn da trắng và những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo. Những người phụ nữ ở đây có ngoại hình chẳng khác gì búp bê Barbie. Theo thống kê chưa đầy đủ, tỷ lệ phụ nữ ở Nga là 53,2%, đồng nghĩa với hơn 10 triệu phụ nữ trên cả nước đang đối mặt với vấn đề không thể kết hôn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong những nguyên nhân quan trọng là tác động của các cuộc chiến tranh, xung đột và thay đổi xã hội. Ví dụ chiến tranh thứ hai và chiến tranh Afghanistan đã gây tổn thương mất mát lớn về nam giới Nga. Các yếu tố khác như là tuổi thọ thấp, lối sống không lành mạnh, tỷ lệ ngộ độc rượu và ma túy cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nam giới. Sự khác biệt về tuổi thọ và mức sống giữa nam giới và nữ giới có thể dẫn đến sự chênh lệch tỷ lệ giới tính trong dân số. Ngoài ra, sự thay đổi xã hội, tình hình kinh tế và xu hướng kết hôn muộn cũng có thể góp phần vào tình trạng này. 5. Litva, tỷ lệ 88 nam trên 100 nữ. Cùng với Latvia và Estonia, Litva hay Lithuania là quốc gia vùng Baltic có một tài nguyên đáng tự hào các bạn ạ. Do sự di cư dân tộc, văn hóa và lịch sử, phụ nữ Litva vừa có nét đẹp thanh tú của phụ nữ Đông Âu, vừa có dáng người cao của phụ nữ Tây Âu, kết hợp các nét đẹp trên khuôn mặt của người Nga và châu Âu, làn da trắng và nét mặt trầm. Litva có dân số chưa đến 3 triệu người. Điều đặc biệt hơn đó là tỷ lệ nam giới tự tử ở nước này rất cao, luôn đứng đầu thế giới. 4. Belarus, tỷ lệ 88 nam trên 100 nữ. Belarus, một quốc gia nhỏ Đông Âu, là quốc gia nhập khẩu các nguồn tài nguyên chiến lược như là dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá và thép, chỉ ngoài gỗ. Tuy nhiên, quốc gia với dân số chỉ 10 triệu người và tài nguyên thiên nhiên tương đối nghèo nàn này lại có một nguồn tài nguyên khác khiến các nước phải ghen tị, đó là những phụ nữ xinh đẹp. Vì chảy máu mất quá nhiều mỹ nhân, đích thân Tổng thống Belarus Lukashenko thậm chí còn ra lệnh hạn chế việc xuất khẩu người đẹp. Tuy nhiên, có một sự chênh lệch giới tính trong dân số của Belarus, với một số lượng phụ nữ nhiều hơn so với số lượng đàn ông. Tình trạng này dẫn đến tình huống phụ nữ Belarus gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người đàn ông để kết hôn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là tác động của các yếu tố kinh tế và xã hội. Belarus đã trải qua sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế và công nghiệp, dẫn đến sự di cư của một số lượng lớn nam giới để tìm kiếm cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn ở nước ngoài. Ngoài ra, các yếu tố khác như là tỷ lệ sinh nam và nữ không cân đối, tình hình sức khỏe và tuổi thọ của nam giới cũng có thể góp phần vào tình trạng thiếu đàn ông trong dân số của Belarus. Thứ ba là Ukraine, tỷ lệ 86 nam trên 100 nữ. Bạn biết không, Ukraine luôn nổi tiếng với tên gọi đó là xứ sở của các mỹ nhân. Tại thủ đô Kiev của Ukraine, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người đẹp Ukraine với dáng người thanh mảnh, khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc tinh tế và khí chất tao nhã, trở thành một phong cảnh đẹp trên đường phố của thủ đô Kiev. Tỷ lệ sinh thấp, dân số nữ đông nên ở đây xuất hiện một nghề đó là đẻ thuê. Năm 2016, Ukraine tuyên bố hợp pháp hóa việc mang thai hộ và cung cấp hỗ trợ y tế tương ứng. Mặc dù tin tức như vậy có hơi khó tin, nhưng không thể phủ nhận rằng Ukraine thực sự đã thúc đẩy GDP quốc gia thông qua phương pháp này. Một trong những yếu tố có thể góp phần sự chênh lệch giới tính đó là tác động của các cuộc chiến tranh và xung đột. Ukraine đã trải qua cuộc xung đột chính trị kéo dài và chiến tranh ở Biển Đông có thể đã gây tổn thương và mất mát lớn về nam giới. Ngoài ra, sự di cư và xuất khẩu lao động cũng có thể làm tăng tỷ lệ nữ cao hơn nam trong dân số. Một số lượng lớn nam giới Ukraine có thể đã chọn di cư để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn ở nước ngoài. 2. Estonia, tỷ lệ 86 nam trên 100 nữ. Là nước láng giềng của Latvia, Estonia có cùng lịch sử và sự gần gũi về địa lý, nên tỷ lệ nam nữ của quốc gia này gần như tương đương với Latvia. Nữ giới chiếm 54,5% tổng dân số của Estonia. Dân số liên tục có xu hướng tăng trưởng âm trong nhiều năm và vấn đề già hóa chỉ nghiêng về phía nam giới khiến khoảng cách tỷ lệ nam nữ tiếp tục mở rộng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là tác động của các yếu tố kinh tế và xã hội.
Estonia đã trải qua quá trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội sau khi rời khỏi Liên Xô vào những năm 1990. Điều này đã dẫn đến sự di cư của một số lượng lớn nam giới để tìm kiếm cơ hội việc làm và cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài. Ngoài ra, các yếu tố khác như là tỷ lệ sinh con trai con gái không cân đối, tình hình sức khỏe và tuổi thọ của nam giới cũng góp phần vào tình trạng thiếu đàn ông trong dân số của Estonia. Và chênh lệch lớn nhất thuộc về Latvia, tỷ lệ 85 nam trên 100 nữ. Ở quốc gia này thì số lượng phụ nữ áp đảo so với đàn ông và tình trạng ấy thì diễn ra phổ biến cho dù có là gái sinh đi chăng nữa các bạn ạ. Trong khi nhiều nước ở châu Á đang gặp tình trạng mất cân bằng giới tính nam nhiều hơn nữ thì một đất nước ở EU hoàn toàn ngược lại, nữ giới áp đảo hơn cánh mày râu. Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu vào năm 2021, Latvia là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ nhiều hơn so với nam giới cao nhất EU, phụ nữ nhiều hơn nam giới tới 15%. Latvia nằm ở phía bắc châu Âu, giáp biển Baltic về phía tây. Theo một báo cáo được công bố năm 2010, trích dẫn số liệu thống kê từ đất nước này, đàn ông Latvia có tuổi thọ thấp hơn so với phụ nữ Latvia. Tỷ lệ nam giới tử vong sớm ở mức cao, đồng nghĩa với việc số phụ nữ tại nước này nhiều hơn nam giới. Tại trường đại học Latvia, sự mất cân bằng giới tính có thể nhìn thấy rõ. Theo các nhà xã hội học, nữ sinh đăng ký học ở ngôi trường này nhiều hơn nam giới là 50%. Điều này có nghĩa là phụ nữ thường khó tìm được bạn đời trong trình độ học vấn tương đương. Và vào thời điểm phụ nữ muốn ổn định cuộc sống thì nam giới lại tử vong sớm hơn. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này là do từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều người đàn ông ở Latvia được gửi đi chiến trường thực hiện nhiệm vụ, chỉ có phụ nữ ở lại. Khi cuộc chiến mở rộng, rất nhiều đàn ông đã tử vong. Cho đến nay, sự chênh lệch này vẫn chưa được cân bằng. Ngoài ra, còn một lý do nữa cũng nghiêm trọng không kém. Angis Dabinkis, một nhà tâm lý học người Latvia cho hay, đàn ông nơi đây tử vong sớm một phần nguyên nhân là các trường hợp tự tử. Đàn ông Latvia có xu hướng bị trầm cảm nặng do áp lực về cuộc sống, nhất là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những cô gái xinh đẹp thường muốn tìm đối tác xứng tầm với họ, nhưng với một người đàn ông, họ không đòi hỏi quá nhiều người bạn đời. Do có sự chênh lệch này nên đàn ông Latvia luôn phải tìm cách trở thành người hoàn hảo để vừa lòng các cô gái, điều này khiến họ bị stress nặng. Angis Dabinkis phân tích, các cô gái Latvia đều vượt trội về nhan sắc so với các nước láng giềng khác. Chỉ cần bước chân ra đường ở đất nước Latvia, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cô gái chân dài đẹp như hoa hậu, sở hữu thân hình nóng bỏng. Mặc dù vậy, do tỷ lệ nam giới quá thấp nên nhiều phụ nữ ở Latvia vẫn rơi vào cảnh ế chồng. Để giải quyết thực trạng này, những năm gần đây, nhiều trang web hẹn hò và trung tâm mai mối quốc tế đã phát triển mạnh, tạo điều kiện để cho phụ nữ Latvia có cơ hội tuyển chồng theo ý muốn hơn. Việc phụ nữ nước này đổ xô đi lấy chồng nước ngoài là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó thì có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng dịch vụ này để lừa các cô gái hoặc là trẻ em gái, ép họ tham gia vào những cuộc hôn nhân phi pháp. Chính vì vậy, chính quyền Latvia luôn nhắc nhở phụ nữ phải cẩn thận khi tìm kiếm hạnh phúc, không để bản thân trở thành nạn nhân của những kẻ trục lợi. Vâng, sau khi xem xong video này thì bạn quyết định sẽ xách ba lô và đi đến quốc gia nào để kiếm vợ đây ạ? Hãy comment xuống phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.